Cơ nào thúc đẩy anh nói về hồi chánh? Vì lý do gì và trường hợp nào anh hồi chánh nữa? Thưa thưa anh, là tôi đi theo cộng sản như vậy là 16 năm rồi. Mà sinh ở đâu? Thời kỳ mà năm 1948 á, thì tôi đã gia nhập vào quân đội gọi là Việt Minh. Đường thực hiện cuộc cánh đấng trong liên tục lịch sử để giải phóng quốc gia và giải phóng con người. Ba nguyên lý chỉ đạo chính sách đại đoàn kết dân tộc là dân tộc, dân hòa, dân tiến. Trước hết, lấy tình máu mủ xóa bỏ hận thù, nguyên lý dân tộc nhằm quy tụ công dân Việt. Yeah.
mẹ có hay chăng con về? Chiều nay thời gian đứng yên để nghe, nghe gió trong kim tràn trề, nụ cười nhăn nhéo bỗng dưng lệ nhòe. Con thấy mẹ yêu đã già, hẳn là miền quê những năm vừa qua. Chiếc bóng in trên vách nhà, một ngày một đêm tóc xương phai mờ. Mẹ ơi, chuông chùa nào la đà, nhớ tới những linh hồn vắng nhà. Một vòng hương trắng xóa tình nồng trong thương nhớ, gửi người chiến sĩ chết trong xa bờ. Em có hay chăng anh về? Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê, ai dám mong chi xuân về? Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Anh nhớ những khi nào về, sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi. Nhưng nước non chưa hiền hề, hay là bất bạc là giúp cho những đồng bào trong hoàn cảnh đừng còn khó khăn về mặt kinh tế như hoàn cảnh. Em ơi, xích lại gần đây nào, nhớ tôi như tôi. Mà chắc có lẽ đồng bào cũng đã thấy rõ vấn đề mà Hoa Kỳ cũng như là cái trời là Việt Nam Cộng Hòa đã từng thì giúp cho đồng bào ví dụ như là giếng, hay là bất bạc là giúp cho những đồng bào trong hoàn cảnh cũng còn khó khăn về mặt kinh tế như hoàn cảnh gia đình. Con có hay chăng cha về? Lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia. Rõ vấn đề mà Hoa Kỳ cũng như là khi chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa đã từng thì giúp cho đồng bào ví dụ như đào giếng, là bất bạc giúp cho đồng bào thì hoàn cảnh. Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê. Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh gì. Con ơi, tiếng cười nở trắng hoa. Nhớ tôi biết bao trẻ thiếu nhà. Ngoài đường trời đông giá, một đàn chim nhỏ bé gọi về chia sớt miếng cơm khoanh.